Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại Phúc đang có mặt tại Gạch Giá Kiên Giang, chia sẻ lại câu chuyện người đàn bà gieo mình xuống cầu 3 tháng 2 của thành phố Gạch Giá. Thì hôm nay là ngày thứ hai để mà tìm kiếm chị, thì thông tin đã chiều tối hôm nay đã tìm gặp chị rồi cô chú anh chị. Do người nhà không chia sẻ câu chuyện riêng tư của gia đình cho nên chúng em không tiện quay hình chia sẻ. Thì thông tin đã nhận được hồi tối hôm nay đã gặp chị rồi và đem chị về nhà an táng nha quý vị. Thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem những người đi tìm kiếm chia sẻ lại câu chuyện như thế nào nhé cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị. Cái máy ổn chưa? Cái máy thì nó tạm ổn rồi, chưa ổn. Sao mà sáng giờ nó lụp sụp hoài vậy? Tại vì đồ ổng không có tiền sửa tới. Dạ. Rồi mình nãy giờ là anh có thay cái gì không? Nãy giờ thì có căng heo lại. Căng heo rồi. Dạ. Ừ, 500. Hết nửa triệu hả anh? Ừ, nửa triệu. Công thì cứ như là mình làm từ thiện rồi đó, giờ không có lấy tiền công, lấy tiền dạ. Căng heo thôi. Hùng Phước, Hùng Phước. À. Rồi, quý quá này. Trời ơi, tôi đi không đó chơi. Dạ. Nhiều khi thì tôi có bệnh rồi đó là tôi chạy cả đêm. Dạ. Vậy anh cũng đi với chú hả? Ừ. Dạ. Tại hôm nay ông đi thì ông đi cho mấy rồi tôi cũng tiếp tôi đi. Dạ. Sáng giờ nói chung là thấy anh tới lui cũng rất là vất vả luôn. Ba quận rồi hả anh? Ừ. Máy nó trục trặc quá anh. Tại vì không phải, tại vì hồi đó có nó báo giờ ông rồi cái máy nó chìm. Mình phải bung ra hết rồi vệ sinh đồ lại này kia kia nọ lại hết. Dạ. Tại vì vốn yếu quá đi thì ổng lắp dạ, giá đúng đi rồi. Vậy thì cũng phải gắn tiếp ổng về chứ giờ sao giờ. Chung vậy là quá trời tốt rồi anh ơi. Anh cái đó là anh Hùng Phước để mà đi giúp cho bà con. Thì cũng rất là hy vọng là cái chuyến đi chiều nay cho thuận buồm xuôi gió thuận lợi hết nha. Rồi. Anh thấy là bây giờ là ổn chắc ăn chưa? Thì nó tạm ổn rồi chứ chưa có ai. Tại vì anh kêu chuẩn bị mua mấy cây sào em sợ. Cái ghe lớn mà xào nữa là mệt dữ lắm nha bà con. Cái máy này chạy vừa vừa thôi, đừng có chạy lớn quá thì nó cũng ổn. Dạ. Vậy mình chạy ganti thôi. Thì lớn thì vừa thôi, đừng có kéo hết ga thì nó ổn nha không có gì. Tại vì sáng nó không lên nước là lý do gì vậy anh? Không lên nước là ổng chạy ổng không có để cái láp dưới hết ở dưới rồi tình gỡ ra nước nó không có đủ vô cái muỗng mà để lên máy. Dạ. Chứ không có gì. Sáng tôi chạy vô chút xíu lên nước là phà phà gì đó. Bởi vì tụi mà tội nghiệp chú Nam mà sáng á là chú nhảy xuống rồi chú nói chung là chú đi không, làm thiện nguyện nó quý cô chú anh chị. Không có nhưng gần. Mà chú rất là nhiệt tình chú mà không có thương xe cho chú. Xe cộ đâu là tôi chỉ coi chỉnh sửa là làm mà thôi chứ còn không có gành. Dạ. Chung là không gì. Như sáng giờ tụi cháu là dặn nắng là muốn hết buổi sáng rồi. Ở giữa biển. Tại vì đi rồi ông nói đi rồi ông không có cho hay mình không có tiếp. Dạ. Tôi chừng nào bây giờ mày tiếp. Thì tôi ra tôi qua tôi tiếp. Còn đi ông nói ông chạy được thì để cho ông chạy. Anh có thể giới thiệu tên anh tên gì để cho quý khán giả và con gần xa biết đến anh không? À tôi tên Bình. Anh Bình. Anh Bình thì cũng đi làm từ thiện với chú Nam đó quý cô chú anh chị. Cũng là một thợ sửa máy kỳ cựu ở Gạch Giá này đó bà con. Nhưng mà do cái máy của chú Nam là quá lâu năm cho nên là giờ không có điều kiện để mà thay phụ tùng mới anh à. Nói chung là hồi sáng em rất lo tại vì cái máy tắt rồi mà trôi lên đên ngoài biển em sợ lắm. Ba cái đồ đó tôi tháo qua bên cái máy kia qua tôi gấp cho ông mượn chạy ra đề đồ heo đồ đó. Dạ. Ôi, anh tốt quá. Chứ đâu có... Dạ. Thôi cho em đụng anh cái xin vía nha. Để lan tỏa yêu thương. Dạ. Trời ơi. Dạ. Ở đây xuống đây gặp người tốt không quý cô chú anh chị ơi. Chú Nam rồi anh rồi chú Tài nói chung là mà... chạy tôi với ông Tài là đi đưa đi, mấy cái ca mà chạy Vinh Sóc Trăng ở dưới. Ủa gì mình đi các tỉnh luôn hả anh? Đi các tỉnh luôn. Dạ. Mình mà người ta nhờ đâu mình tới đâu là mình đưa ta về tới đó. Dạ. Ra chị em giao xe đó là mình ra mình chở bệnh là đưa người mắc đó về tới này. Nhà chú là mấy cái xe mấy chiếc xe mà cấp cứu mà không đồng với anh? Chú Nam á. Dạ. Nam có một chiếc à? Hai chiếc, một chiếc chở cái quan tài, một chiếc chở ca bệnh. Một chiếc cấp cứu, còn chiếc chở quan tài. Dạ. Rồi nhà thì mở chợ hòm từ thiện luôn. À. Quá trời tốt luôn quý cô chú anh chị ơi.
Nói chung là người dân ở đây các cô chú ai cũng tốt và dễ thương hết á, dễ gần gũi lắm cô chú anh chị. Cũng gần gũi hết trơn á bà con và cũng rất là nhiệt tình luôn. Ông đi cái mấy ông này là đi là đi như xa xa là 2-3 người là đi sáng đêm á. Dạ. Có nhầm khi đi vô trong giờ thấy sùng sục ở giữa ruộng giữa đồng. Thấy thương cho bà con ha anh. Thì ai cũng là một kiếp con người mà nhiều khi nhiều người không được may mắn cái mình thấy mình rất là xót luôn. Dạ. Là xong. Chứ ngoài ra không có tiệm. Anh đi là từ tính ra trong từ bờ mà anh ra tới ngoài là xa dữ không? Không xa, em đây tới Hồng Tre à. Tới Hồng Tre cũng xa rồi. Từ Hồng Tre đổ vô. Dạ. Chứ không có đi xa. Dạ. Nó chỉ có nhiều thôi. À giờ thì để nước rồi. Cạn thì cũng dễ kiếm ha anh. Thì nước cạn là dễ kiếm nhưng mà ngặt cái con nước đổ của mình á là không biết đổ là chưa chắc khi nào mới đó là trôi, chưa biết trôi đâu. Như tôi nói ví dụ đây nè, là có mấy ông bạn đi hồi đó thì tôi đi ghe chung á, là chìm ở Tắc Cậu á, là gớt xuống chìm ở Tắc Cậu mà giờ tới Dòng Găng mới gặp. Dạ, xác trên tới Dòng Găng, đúng rồi. Đồ con. Chứ không phải muốn là mình kiếm là gặp đâu. Dạ. Rồi. Hồi nãy đi thì anh có nguyện tên họ của chị không? Cái không ai cho mình biết, mình cầu người nào mất đó cho nổi lên mình thấy mình rớt cho dạ, nó khỏe dạ. Mình thôi. Dạ. Người về gia đình chứ không có kiếm. Dạ. Nói chung là đi mình cũng nguyện là tên họ để mà sớm gặp chị để đưa người nhà đưa về để nằm mấy ngày cũng lạnh lẽo rất là xót luôn. Cái này là không có nguyện tên họ tại mình không có biết. Dạ. Giờ yêu cầu mà nổi lên xác không biết. Xác ơi sao không biết gặp mình chết thôi. Dạ. Chứ không có quan trọng cái vấn đề tên họ gì chân á. Thôi anh nói chung là vậy là cũng rất là tốt rồi, cũng công đức vô lượng rồi anh ơi. Mình không biết quen nghe là lạ gì thì mình thấy là mình cứ giữ lại. Rồi cảm ơn mấy anh em chú bác gần xa. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Bao nhiêu chiếc đi tìm anh? Không bao nhiêu chiếc thì em cũng không biết nữa, em chỉ biết nhờ em mà em chạy qua thôi chứ em cũng không biết bao nhiêu chiếc. Là chú Năm mới điện thoại cho anh ha. Đúng rồi. Để mà nhờ để phụ tìm. Dạ. Ủa anh, em nghe nói gì như mình kiếm vậy là tùy duyên hợp với người đó, có duyên mới thấy được nữa phải không anh? Cái đó em cũng không biết nữa. Em chủ yếu là em đi như nhờ em chạy qua tiếp thôi chứ ngoài ra tùy duyên không tùy duyên cái đó em biết nữa. Còn hợp không hợp thì lúc thì mấy đó trường hợp đó gặp hoài à, lúc đó thì gặp sát gặp hoài à. Anh thì anh cũng thấy hoài. Gặp sát trôi vô gặp hoài à. Tại mình làm mé biển mà mé bờ thì nói chung không phải trôi ra không đâu, trôi ra xấy vô nữa, xấy vô mình gặp thì mình cũng để đó mình thông báo cho chính quyền địa phương. Anh gặp hoài vậy anh sợ không anh? Không, tại mình cũng quen ngày rồi, với em làm bên ngày mộ nữa. Bởi vì không có ngán, kêu bóc gốc cái này bóc kia anh ta kêu hoài à. Bởi vì không có ngán mấy vụ đó, mình thấy thì mình làm thôi, mình giúp ta được như mình giúp. Dạ, yeah. Cái tầm đúng. Như mình thấy vậy đó, như em đi câu nè, đó, mấy cái đài có em cầm câu nhưng mà gặp cái em thấy rồi lấy mấy cái đài chọc vô đục lưng hay này kia đó là cầm giữ đó đó. Giữ ai lại thấy thì thấy, còn không thấy thì mình cũng không biết, tại mình có giữ rồi. Có khi á mình về rồi có ai hỏi rồi mình nói có gặp cái xác đó đó rồi tôi giữ đó đó rồi tôi cũng không biết ở đâu đâu rồi anh em làm tôi cũng không biết. Có khi nhờ tôi rồi tôi cũng hướng dẫn ra rồi tôi chỉ gì đó. Rồi, cái này là nguyên cái biển luôn ha, biển này biển. Là cái biển luôn ha, này là biển bờ rồi của Kiên Giang mình. Dạ, biển lớn quá trời. Biển bờ qua là nghe nói nước bây giờ đang nhận qua đang chảy xiết á. Không, không gà nó không chảy. Không chảy à? Không. Chỉ có ở trong sông mới chảy thôi. Còn ở ngoài biển không gà nó nước không chảy. Là biển bờ mình không chảy. Nhưng mà cái lúc mà hôm qua mà lúc mà chị gieo mình xuống, lúc đó là nước lớn. Phải không anh? Không, em không có hay là cái vụ đó. Bởi vì em không có nói được. Dạ. Là cái nước chảy không chảy là em chỉ biết ở trong sông nước nó chảy hơn là ở ngoài biển thôi. Tại em là ngoài biển mà. Như mà biển nước nó chảy á, ở vùng này á nước nó chảy qua trở lại nè. Đó, chảy qua chảy lại thôi. Mình biết mình mới nói được chứ không biết rồi mà nói khơi khơi người ta nói chết. Bây giờ nước nó chảy gì rồi. Giờ mình biết đi đâu giờ, ở trong sông này nó chảy ra rồi á, chảy ra mà biết cho giặt gì đâu.
ví dụ là nói cho nó có khi nào có. Trôi ra tới biển luôn không anh? Có luôn. Có ai coi trên mạng có thấy cái trường hợp đó có cây sào hay gì đó, cây sào trúng vỏ gì đó là cầm lại giùm người ta đi. Rồi cứ lên rồi nói gì đi, rồi cho người ta đi ra tìm. Chứ đừng có thấy mà cái xác gì rồi bỏ trôi đó, nó tội lắm. Cảm ơn anh. Thực hiện mà. Không biết là tâm chú tốt lắm rồi. Ở đứt giò đứt cẳng thì mình cũng phải chịu, cái mình không than với gia đình. Dạ nhưng mà tụi con thấy sốc cho chú. Thì mình đi xuống nước rồi cái giò mình nó luôn luôn nào nó phải mềm, nó mềm da mềm lắm. Bước phải xuống nhẹ nhẹ rồi mình mò. Không ai hối mình. Dạ. Cái người chết mà đâu có cần gì gấp, cái linh hồn người ta chỉ dẫn hướng rồi mình mò dính rồi. Dạ. Hồi nãy tính ra là chú xuống vỏ ngồi làm với ổng kìa. Rồi giờ ổng đang gắn heo vô rồi, ổng chiếc ốc rồi đó quăng, nó bị ngay chân chỗ cái bô á. Đóng cái gì mình một cục không ngổng tay. Không mấy lần nào để cho ông ấy ông ngồi sửa với. Nãy chú tìm dưới bao lâu rồi chú? Hả? Nãy chú tìm dưới bao lâu? Cũng lâu à. Nãy gà đây á là trong lỗng mà không có. Mấy cái chỗ lấy tàu rồi chú tìm hết chưa? Tìm hết rồi. Bây giờ còn ở bên cái khu đó. Bên khu đó là trong lỗng không có gì rồi, xuống tới ngay trang chỗ mấy cái sáng cạp không có gì. Mình cũng còn mình chạy vỏ ra ngoài này mình kiếm có nổi. Cái máy rồi chưa? Cái máy ông Bình đang dặn mùi lon lại xiết rồi đàng hoàng, ổng thử rồi. Thử cái rồi nổ ổng rồi mình mới xuống. Ừ. Hồi nãy chú xuống mò chú có nguyện với chị không? Có, mình có giấy cũng nói rồi, cái linh hồn chị á, có quan có chết ít á thì cho ở đây tụi em vớt được đi đặng đem về ăn. Chị giờ nằm dưới sông dưới suối lạnh lẽo. Dạ. Chị cũng mò độ cho tụi tôi. Chạy mà dòm tới đi theo vỏ mà không có gì. Chạy quằn vô không có. Còn tôi nghiệp chú nãy chú lặn hết trơn cái đám lục bình lặn đám cỏ này luôn. Trời không có sót cái nào, chui vô cái lòng ghe nó chống lỏng xuống tới bánh lái coi cái áo hay cái quần nó có dướng vô mấy cái. Dạ dạ sợ mình sợ máng vô đó hả chú. Đó mình gờ rồi mình cái giò mình gà là mình gà nếu mình đụng mình biết liền rồi. Dạ. Chống lỏng không có gì trơn. Lục bình là không có gì mà thấy gì đó. Bây giờ nước này nước đứng này nước im này. Mình dễ nữa. Dạ. Nó để tối rồi mình sợ tối quá nữa khi nó nổi là đờ rồi một cái tóc nó bung ra nó bè rồi mình không thấy rồi vỏ mình chạy nhanh quá nó rồi sống nó bạc qua cái mình không thấy. Dạ. Có đường biên mà mình đập sát cho mình gọi nữa nếu mình thấy là mình xuống liền chụp liền. Dạ. Đừng cho đẩy mắt mắt là mình kiếm là khó con người chết cho có thêm một lần. Ủa cho hai lần. Ủa gì hả chú? Ừ, cho một lần mà con thấy một lần con nghĩ là khi mà thấy rồi thì tìm được chứ sao thấy, mà thấy rồi là mình xuống liền nhảy xuống liền. Bay xuống liền, bay xuống đại là mình chụp lên, ôm liền, ôm lại, tặng đựng cho cái hài xác nó trâu. Cái tấu quá rồi, mình thấy cái mình nói, y, không phải, chứ vừa, cái nó hút luôn rồi, bỏ rồi, đâu biết đâu. Tại cái tóc nó bè rồi, vậy nè, tại tối rồi, mình, vừa rồi ra này kia, rồi, vừa tóc đen là mình biết rồi. Dạ. Đó, tóc đen là mình giờ biết người chết rồi. Đó là cái xác chết rồi, không chạy đâu thoát. Hồi đó giờ là chú tìm được cả bao nhiêu xác rồi? Cũng biết là nhiều lắm, mình đi với quan là nhiều lắm, không biết được đâu mà đếm nổi. Xác chết này nữa rồi, biết bao nhiêu đụng, biết nhiều không biết bao nhiêu đây. Chú có lặn ban đêm được không? Dạ. Với ông Thịnh. Thì ông Bình ông lấy để ông xiết bù lon rồi ông đàng hoàng rồi đều xong xuôi rồi ông mới nổ máy thử máy rồi đâu đàng hoàng rồi mình mới xuống dưới rồi. Sao vậy ông mới lên kìa? Lên đi ngoài kia rồi. Chú Tài đó giờ có lặn ban đêm không chú Tài? Cũng có những nhầm khi người ta kêu rồi gia đình nó kêu lặn mình cũng phải chịu lặn ban đêm mình ban đêm mình ban đêm chú sợ không? Ban ngày lạnh không? Ban ngày đỡ chứ ban đêm lạnh quá. Mình xuống mình dán ra rồi chị ơi có linh hồn đi cho tôi mò được thì tôi cũng vui lòng dặn cho gia đình đừng có buồn lòng nữa thôi chị cứ đi cho mò dính đi. Thì mình xuống mình dán không có không thôi. Dạ. Mình mò cũng cho gia đình để vui như người. Dạ. Là... chưa quan ơi. Đốt đi lấy ngay đốt cái mũi ra. Ừ. Chú đốt đi. Chú đốt không? Chú đi đốt với tiền nhân bạc của chú anh chị ơi. Ngồi nhà đang cúng chị để cầu nguyện. Nói sớm kiếm cho được chị. Chị cũng phù hộ độ cho anh em á là sớm tìm gặp chị nha chị để mà đưa lên an táng cứ nằm dưới nước cũng mấy ngày rồi anh hai anh thứ hai anh Dương của chị Dương hả dạ chị là tên gì mà Dương Trần Thanh Ngàn bao nhiêu tuổi Dương 37 tuổi
chị Trần Thanh Nhàn 37 tuổi của chú anh chị. Sáng giờ do máy chặt chèo á Dượng. Dạ. Nghe bà cậu về cảm ứng chứng minh cũng phù hộ độ cho mấy anh em trong cái việc tìm kiếm chị Nhàn 37 tuổi á, gặp thuận lợi thì sớm tìm gặp lại chị. Nghe nè, Diệu. Mấy này chỗ bên thiện nguyện khác nữa anh Diệu ơi, em mướn chiếc chỗ riêng có 2 chiếc à. Quang thủy sáng nó chín rồi. Không, một trái thì nó lại rồi đó, nó mấy tiếng màu hôm qua rồi mấy tiếng nó nghỉ rồi. À. Đâu á, hôm qua nước chảy dữ lắm. Qua có kiếm nó gọn có đang có giờ gạo vỏ gỡ cái bắt rồi biết gạo vỏ rồi gạo bên kia nữa. Ừ, cảm ơn anh Nhật thì đồ chuẩn bị cũng chị nhà băm nè. Hôm qua là chị mà kết thúc lúc mấy giờ vợ Dượng? 12 giờ, 12 mấy á. 12 giờ là ngày hôm qua, ngày ba, ngày tây là ngày 31 tháng 1 2024. Dạ, đợi đợi chú Năm chút xíu. Chú Nam chút xíu. Dạ, dạ Dượng đi chung giỏ luôn hả Dượng ha. Dạ. Con của chị là bao nhiêu tuổi rồi Dượng? Đứa 11, đứa 5. Đứa 11, đứa 5 tuổi. Chị có nhà riêng không Dượng? Có nhà riêng. Nói chung là gia đình đồ đỡ không Dượng? Gia đình khá giả luôn, gia đỡ vậy. Gì đó mà không biết nguyên buồn chuyện gia đình. Dạ buồn chuyện gia đình. Xót quá chú, Tết nhất tới nơi còn có nhiêu ngày nữa đâu. Bây giờ như vậy là không hy vọng là mình tìm gặp trong cái cửa biển này, chứ còn sợ mình sợ ra ngoài rồi mình khó tìm nè Dượng. Tại vì biển bao la bà con. Thì nãy giờ con cũng nguyện đó, con cũng nguyện nhưng mà con không có biết cái tên họ chị chính xác. Thì con gặp Dượng rồi con mới biết là tên tuổi rồi này kia. Dạ. Rồi chị có nói cái gì trước với nhà không chú? Dượng. Không có nói gì hết. Dạ. Là xót quý của chú anh chị. Chung là gia đình cũng khá giả chứ không phải là nghèo khó gì mà suy nghĩ quẩn ha Dượng ha. Không ngờ là chị suy nghĩ như thế thì quá sót luôn, rất là đau cho người thân luôn quý của chú anh chị. Cái đèn tắt. Hôm qua là đội cứu hộ có đi tìm rồi hả Dưỡng? Có rồi, mấy tiếng hồ. Dạ. Vậy là chạy cũng chạy ra biển này luôn không Dưỡng? Đó chỗ té xuống đó. Dạ chỗ cầu 3 tháng 2 đấy hả Dượng? Bữa nay đội cứu hộ có đi tìm nữa không Dượng? Có sáng này. Giờ này mấy tiếng hồ rồi nó thôi nhiệm vụ nó vậy đó. Dạ. Hy vọng là mình tìm gặp phía trong này. Nghe cũ ơi. Đâu chỗ mà tối mình xuống đó, chỗ quán phê á. Đâu á, nên đó phải ở đông mới chạy đi rồi, uống ra đi uống lên tới nè. Mình lấy lon sửa cái máy nữa, trục chặt cái máy. Cái máy này cũng bị trục chặt rồi Dượng ơi. Trời ơi, sáng giờ là máy bị trục chặt không biết hôm nay. Mà chú Nam nói gì nè, chú Nam nói là hồi trước giờ máy không có có bị trục chặt vậy mà sao hôm nay mà khiến xui gì mà ngộ quá à. Giờ bà Dượng chị kỹ kỹ rồi chị ơi. Bây giờ theo Dượng đi kỹ kỹ, tại dép nó dép lào nó chật dữ lắm nha. Vì cái bãi đường đi lên đi xuống này thì cũng miễn không mà có chú anh chị ơi, không dám đi ra mít ra cái mít gắn vô áo. Dạ.
chết. Ôi da. Ôi da. Lại tiếp tục vị trí cũ. Ôi trời, Hậu Giang cho bỏ chị luôn. Thiệt quá. Quên. Chảy gần chết luôn. Sao không?